ty Thế Giới Mạch xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm của Datamax có model là E4305A. Thì dòng sản phẩm này dùng để in giấy cảm nhiệt. Dòng máy này có độ phân giải là 300 dpi nên độ in rất là sắc nét và rõ đẹp, thường ứng dụng trong các lĩnh vực logistics và thực phẩm. Bây giờ tôi sẽ in thử cho quý vị xem chất lượng của máy nhé. Các bạn có thể thấy là máy in rất là êm và chất lượng rất là đẹp. Đây, các bạn có thể thấy rõ chất lượng in của máy ha. Thêm một nữa nha. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Sau đây nếu mà cần có